đám cưới cổ tích của nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cách đây hơn 2 năm, cùng người chồng kém 8 tuổi, từng làm biết bao khán giả ngưỡng mộ, đặc biệt là những người thuộc giới tính thứ 3 tại Việt Nam, bởi lẽ không nhiều người chuyển giới có được tình yêu viên mãn như vậy. Thế nhưng vừa qua, người hâm mộ đã không khỏi lo lắng khi hay tin Lâm Khánh Chi muốn về nhà mẹ đẻ, nghi ngờ cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô đang dần rạn nứt. Vừa qua, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Từ đó, cộng đồng mạng liền đặt ra nghi vấn cô và chồng xảy ra bất hòa khó giải quyết, đến mức Lâm Khánh Chi nghĩ rằng chia tay sẽ đẹp hơn. Bài đăng của Lâm Khánh Chi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng giọng ca Nếu Em Được Chọn Lựa dường như đang ẩn ý đề cập đến chuyện hôn nhân gặp trục trặc với ông xã kém 8 tuổi. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện nữ hoàng chuyển giới từng nhiều lần chỉnh sửa status, trong đó có đề cập đến việc dọn về nhà mẹ đẻ. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây, nữ nghệ sĩ buồn bã viết. Dù cưới nhau hơn 2 năm, nhưng vợ chồng Lâm Khánh Chi luôn giữ vững tình cảm gia đình. Chồng nữ ca sĩ lúc nào cũng ở bên và hết mực yêu thương, chăm sóc cho cô trong mọi việc. Cả hai còn có một cậu con trai nhờ phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm và mang thai hộ. Gia đình ba người nhà Lâm Khánh Chi đang được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Vì thế khi nghi vấn vợ chồng có bất hòa rộ lên, người hâm mộ liền bày tỏ sự lo lắng. Vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên hiện trạng sức khỏe của Lâm Khánh Chi rất yếu. Cô từng chia sẻ mỗi ngày phải uống đến 13 viên thuốc bổ, khiến ai nghe thấy cũng xót xa. Khi nhìn thấy dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi, fan lo lắng tâm trạng sầu não sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, nên để lại những bình luận hỏi thăm khuyên nhủ cô giữ bình tĩnh. Bên cạnh đó, một số người cho rằng đây có thể là lời một ca khúc sắp phát hành của nữ ca sĩ. Lâm Khánh Chi có sở thích làm MV có cốt truyện bất ngờ nên chi tiết dọn về nhà mẹ đẻ cũng có thể là kịch bản MV sắp tới. Ngoài ra, cách đây vài ngày, Lâm Khánh Chi còn cùng chồng thực hiện bộ ảnh theo phong cách huyền bí, nên một số người khó tin rằng vợ chồng nhà này đang gặp rạn nứt tình cảm. Dù Lâm Khánh Chi chưa xác thực bất kỳ lời nào về nghi án hôn nhân rạn nứt, nhưng vẫn không ít người hâm mộ yêu quý cô tỏ ra lo lắng. Ai nấy đều mong tất cả chỉ là đồn đoán và Lâm Khánh Chi vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Sau khi thực hiện cuộc đại phẫu vào năm 2012, Lâm Khánh Chi vẫn chăm chỉ làm đẹp để trùng tu nhan sắc. Lần can thiệp giao kéo gần nhất của nữ ca sĩ là lần nhấn mí cách đây không lâu. Lúc vừa thực hiện ca tiểu phẫu này, mí mắt của Lâm Khánh Chi bị sưng đến nỗi nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng cô lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ đến biến chứng. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, Lâm Khánh Chi lại đăng tải hình ảnh đôi mắt tròn xoe với mí mắt gọn vừa phải, thông báo là vết thương hậu phẫu thuật đã lành. Từ đó, người hâm mộ cũng an tâm hơn. Có thể thấy Lâm Khánh Chi là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Đầu tiên là việc cô bất chấp tất cả để được sống thật với chính mình. Sau là việc cô thường xuyên can thiệp réo kéo để giữ mãi vẻ đẹp ở tuổi ngoài 40.